Phương Linh có một cái quá trình lớn lên trong môi trường nghệ thuật, và cái quá trình học nghệ thuật nó cũng khác với những người nghệ sĩ khác. Dạ. Thì hôm nay mình muốn Linh có thể chia sẻ với mình thêm về cái quá trình lớn lên, sinh trưởng trong môi trường nghệ thuật và đến với cái học nghệ thuật như thế nào. Dạ. Thì em thực ra em cũng muốn thi Đại học Mỹ thuật ở Việt Nam, nhưng mà luyện thi 2 năm thì không đỗ. Thế nhưng mà cái việc đấy nó cũng có một cái benefit từ cái việc trượt đại học đấy, thì mình lại trong cái thời gian không đi học thì em lại đi làm tình nguyện viên của rất là nhiều dự án NGO project, ví dụ như là các dự án về cai nghiện ở trên Mường Hum, Y Tý, rồi đi theo các anh sinh viên ở trường mỹ thuật Yết Kiêu, cũng đi thực tế ở Thanh Hóa, vân vân. Thì sau đó thì em cũng đi làm thêm cho cái gallery tên là Art Việt Nam Gallery của bà Susan Lake. Em làm cho bà 2 năm. Và đồng thời trong cái lúc mà mình trượt đại học đấy thì em cũng, tức là lúc đấy là bắt đầu 17, 18 tuổi thì bắt đầu nhận thức được là việc là mình sống ở trong cái môi trường, một cái nôi là gọi là một cái nôi cho nghệ thuật đương đại Việt Nam. Đầu tiên ở Việt Nam thì nó được thành lập năm 1998 bởi ông Trần Lương, và bố em là chủ nhà là Nguyễn Mạnh Đức. Thì em trong cái lúc mà mình không đi học thì mình lại tiếp xúc rất là nhiều với những cái người nghệ sĩ avant-garde đầu tiên, như là anh Trương Tân, anh Minh Thành, Lê Vũ, Minh Phước, vân vân. Thì những cái người đấy thì lại là những người thầy mà có ảnh hưởng rất lớn đến em sau này, đặc biệt là anh Trương Tân. Về cách mà anh ấy chỉnh hiện giới tính ở trong những cái bộ đồ, bộ váy, anh làm rất nhiều về quần áo, thì bản thân em cũng bị ảnh hưởng. Thì em làm tác phẩm đầu tiên là một bộ quần áo lót, xong rồi đính đây đinh lên. Thế sau đấy thì em làm những cái series phát triển tiếp, nó rất là shocking visual mà nó express rất nhiều về giới tính nữ. Thế sau đấy em đi học ở Ý thì lại thì thực ra lúc đấy cũng được tiếp xúc với cả nền nghệ thuật văn minh phương Tây, đi xem bảo tàng nhiều hơn. Thì đến lúc về thì em cũng thấy là mình có cái thay đổi, vì shopping visual mãi thì thực ra nó cũng rất là nó cũng đến một cái mức giống như cái lúc mà em làm cái tác phẩm Cool Space, không biết chị có biết không, thì là đấy là cái có lẽ là cái tác phẩm mà shopping visual nhất của em. Thì sau cái tác phẩm đấy thì em nghĩ là nó đã đến một cái giai đoạn mà bản thân cái cuộc sống của em lúc đấy nó đã rất là tự do phóng khoáng rồi, thì nó cũng không phải là một cái mà cần phải đấu tranh gay gắt lắm về giới tính nữa. Và em bắt đầu quan tâm hơn đến cái việc di chuyển, đi lại ở trong đất nước. Thì các chất liệu của em thì thực ra nó lại chính là những cái gì mình tìm thấy ở trên cái quãng đường đi du lịch. Như cái muối cũng vậy, thì đấy là lần đầu tiên em nhìn thấy những cánh ruộng muối ở ven biển ở miền Bắc. Là thực ra trên ảnh thì em đã từng nhìn thấy rất nhiều những cái ảnh về cánh đồng muối rất lớn ở Ninh Thuận hay là Phan Giang, Phan Thiết, nhưng mà cánh đồng muối ở miền Bắc thì nó lại mang một cái tính rất là rất là địa phương. Nó rất bé mà trông nó rất rất khổ sở, rất là kiểu miền Bắc mà nó ven biển và nó rất bé nhỏ, và cái hạt muối nó rất là bẩn thỉu. Nó là những cái hạt mà lẫn với cả bùn đất mà người ta cũng không ăn được, người ta chỉ thu lại xong rồi lại mang về nhà máy để chế biến thành muối sạch, hoặc là chỉ dùng để cho thủy điện thôi chứ cũng không ăn. Thì em có cảm hứng từ cái chất liệu hạt muối đấy. Cái việc ở ven biển đấy nó cũng làm cho em kích thích cái việc là mình muốn đi du lịch xuyên Việt, thì đi từ miền Bắc cho đến miền Nam để dừng chân lại cái vùng ven biển để mình nhìn thấy là cái cánh đồng muối và cái cuộc sống của con người nó thay đổi theo chiều dọc của đất nước như thế nào. Chị có thấy cái tác phẩm Cao Xà Lá của em, cái thời mà chị sống ở ngoài Hà Nội này, thì là cũng thời bao cấp, thì nó gợi nhớ lại cái thời đấy. Chị cũng khá thích cái tác phẩm đấy, em có thể nói thêm về cái tác phẩm Cao Xà Lá không?
thì ba cái nhà máy này nó điển hình cho một cái phong cách xây dựng xã hội chủ nghĩa lớn mạnh, những cái cấu kiến trúc rất là Xô Viết và đặc trưng, thì nó là một cái bước nhảy vọt về kinh tế cho bên phía bên xã hội chủ nghĩa, là từ bây giờ chúng ta có thể sản xuất được những cái mặt hàng công nghiệp lần đầu tiên trong trong thời chiến. Thì đấy là cao su, xà phòng, xà lá, à cao su, xà phòng, thuốc lá. Thì ba cái nhà máy này nó nằm cạnh nhau, bây giờ thì nó di rời rồi, nó không còn hoạt động nữa. Thế nhưng mà nó có một cái điểm em rất thích, đấy là về mùi hương. Thì lúc nào mình đi qua, em đi luyện thi, em học luyện thi ở gần nhà anh Huy An, thì lần nào em đi qua nó cũng rất là, mùi nó rất là nồng nặc, mùi nó rất là đặc trưng. Và cả ba mùi cùng một lúc, thì hết nhà máy này đến nhà máy kia thì sẽ ngửi thấy ba mùi. Thì em muốn làm một cái khối điêu khắc về mùi, một khối điêu khắc mà nó mang tính lý trí, và nó chỉ là một cái khối hình vuông đơn giản thôi. Và nó đứng ở trên một cái standy bằng kim loại, cao 1m2, thì tức là khi mà nó đứng thì nó sẽ cao ngang tầm mắt em, cao hơn em một chút. Nó mang một tính biểu tượng và nó có là một điêu khắc mùi hương. Chị thấy cái tác phẩm Bụi năm 2011, thì lúc đó thì em có thể chia sẻ thêm các cái experience của em lúc đấy. Thì ở Nhật đấy là cái lần đầu tiên em ở một thời gian dài 3 tháng. Thì em phát triển tiếp cái dự án mà em kể cho chị là Dust, là dự án về bụi. Nó bắt đầu ở Hà Nội, thì em cũng đi những cái site mà mình cảm thấy là nó có cái năng lượng, có cái giá trị với mình. Ví dụ như là cái khu tập thể Trung Tự, là cái chỗ mà cả nhà em ngày xưa sinh sống, bà em, hai bác, mẹ em và bố em, hai chị gái, một cái nhà chỉ có 40m2 và tất cả mọi người sống chung. Thế sau đấy thì bà em bán cái nhà đấy đi, thì cho cái người chủ nhà đấy bây giờ lại cho em thuê lại. Lúc đó cho em thuê lại thì em sống, bây giờ em sống một mình ở đấy. Thì bây giờ nó cũng thay đổi nhiều cảnh quan. Cái nhà đấy nó có rất là nhiều kỷ niệm với em. Thì đầu tiên là em bắt đầu từ đấy, lúc mà em ở nhà đó thì em sưu tập những cái bụi nó vẫn còn vương lại ở ban công ở trong nhà. Sau đấy thì em đi sang Nhật và Hàn Quốc, thì em đi tìm lại những cái bụi ở những cái vùng biên giới. Ví dụ như Hàn Quốc thì nó là một loạt bụi ở biên giới Bắc Hàn Quốc và Nam Hàn Quốc. Nó là một cái ga xe lửa tên là Doksan. Thì bây giờ nó ngừng hoạt động rồi, thì nó ở ngay biên giới, thì em sưu tập bụi ở đó. Thế còn bên Nhật thì tiếp tục em sưu tập bụi ở những một số những cái nhà mà nó bị bom nổ từ hồi tranh với Mỹ, hình như là 1941, nếu mà em không nhầm, thì bị bom Mỹ nổ. Thì cái nhà đó, cái người mà làm ở đó là một cái chú làm khung tranh cho bảo tàng. Thì em đến thì chú có kể chuyện là cái nhà này trước đây là đã bị bốc cháy và chú không kịp làm gì hết, chú chỉ kịp lấy một cái ghế băng để ngồi và ngắm cái nhà mình bị bốc cháy. Thì em cũng cảm động, thì em đi hỏi chú là cái ghế có còn không, thì nó vẫn còn ở dưới hầm. Đấy là cái hầm mà người ta trốn bom ở trong nhà. Thì em lấy bụi ở cái ghế đó. Đấy, một số cái địa danh thì em lấy bụi như vậy. Thế xong sau đấy ở bên Nhật thì nó có một cái kỹ thuật in mà bên kiến trúc chắc là biết nhiều, đấy là blueprinting, là cái material để dành riêng cho bên kiến trúc. Thì nó cũng khá phù hợp với cả cái, em nghĩ là khá phù hợp với dự án của em, vì nó cũng làm về nhiều về địa danh, phong cảnh và kiến trúc. Nên em quyết định là in những cái ảnh mà em là những cái ảnh tài liệu mà em lấy bụi đấy bằng blueprinting. Thế mình nói luôn về cái chuyến đi Jordan ở bên khu vực Trung Đông. Đấy là cái nơi mà em sáng tác ra tác phẩm gốm Mây Hóa Thánh, Sanctified Clouds. Nó là chương trình kỷ niệm 25 năm của một cái art space tên là Darat Afunun, là một cái art space rất là quan trọng của khu vực Trung Đông. Thì tại vì là các nơi ở Trung Đông và quanh đấy, đợt đấy là Palestine và Israel cũng đang tranh cãi rất là căng, rồi Mỹ bắt đầu cho bom đánh ở Iraq thì rất là căng thẳng. Như cái khu Jordan đấy thì nó là một cái khu mà đại khái là như là một cái vùng an toàn, sẽ không có chiến tranh ở đấy. Thì em được ở đấy, nó là một cái cơ hội rất là quý báu mà em
được tiếp xúc với cả văn hóa Ả Rập, văn hóa Ba Tư. Thì em ở đấy em được đi những cái nhà thờ, không phải nhà thờ, nó gọi là cái mosque của đạo Đền, Hồi, đền. đền, gọi là đền của đạo Hồi ấy. Thì nó là những cái form hình tròn và nó được trang trí bởi những cái gốm, những cái mẩu gốm màu xanh này, hoa lá, và vẽ họa tiết về về đạo Hồi, thánh Muhammad luôn, rồi hoa hoa lá, rồi những người phụ nữ che mặt rất là đẹp. Và em ở đấy thì hàng ngày khoảng 4-5 lần gì đấy thì nó sẽ người ta sẽ đọc kinh ở trong những cái đền đấy, vọng ra một cái âm thanh mà nó rất là sao nhỉ, nó cái tính tôn giáo của nó rất là hùng hồn, nó như là một cái bản hùng ca. Thì mặc dù tiếng thì chẳng hiểu gì nhưng mà mình đứng ở một điểm nào đấy trong thành phố, mình sẽ bắt đầu nghe thấy cái tiếng tiếng hát thánh ca, à không phải thánh, tiếng cầu nguyện kinh cầu, nó lan xung quanh thành phố như là một xoáy ốc, và nó rất là âm thanh rất lớn, một cái vùng âm thanh lan nó rất lớn. Thì em thấy rất là inspiring về cái tôn giáo ở Jordan. Thì em sưu tập những cái ảnh ở trên mạng là những cái ảnh bom nổ, cũng bắt đầu ở Việt Nam là những cái bom ở Mỹ, sau đấy thì nó lan ra rộng hơn, những cái ảnh chiến tranh ở Nhật, bom nguyên tử, rồi bom ở trận chiến với Iraq. Thì tất cả những cái ảnh em sưu tập đấy em cắt đi những cái khung cảnh nhà cửa hay là có người đổ máu hay là khóc lóc khóc than thì em cắt đi hết, nó chỉ giữ lại cái phần khói và bụi thôi. Thì trông nó như là một cái những cái đám mây, nhưng mà là đám mây nhân tạo. Sau đấy thì ở ở Jordan thì em có làm một cái những cái ảnh đấy in trên cái chất liệu gọi là cyanotype print, thì nó cũng sử dụng cái material khá là giống với cả blue printing, là sử dụng cái UV light, là ánh sáng UV. Thì mà làm cái này thủ công thì nó sẽ phơi sáng dưới ánh nắng mặt trời. Thì em làm thủ công cái series đấy. Lần đầu tiên thì là trưng bày ở ở, ở bảo tàng Darat Afunun. Thế nhưng mà em muốn phát triển tiếp vì em rất là ấn tượng. À, không không phải là ấn tượng mà em rất là tức là cái cấu kiến trúc của cái mosque đấy nó làm cho em cảm giác là em rất muốn thực hiện cái series ảnh này trên gốm của Việt Nam. Gốm Bát Tràng thì sau khi về Việt Nam thì em đã quyết định là in những cái ảnh này bằng UV light ở trên gốm. Trong quá trình triển lãm và thực hành nghệ thuật ấy, thì em đã đi rất là nhiều, thì những cái kinh nghiệm cũng như các cuộc du hành như vậy thì em có thể chia sẻ thêm là những cái trải nghiệm đấy ấy, nó giúp như thế nào thêm về trong cái quá trình sáng tác nữa. Em cảm thấy là khi em đi ra ngoài thì em mới thực sự là học được nhiều hơn. Thực sự là được học về lịch sử, về con người, về địa lý, về địa chính trị vân vân, thì là đều là qua cái việc phải đi ra ngoài. Thì em nghĩ là cùng với em với các bạn khác cùng 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 được nuôi dưỡng ở nhà sàn thì đều trong một cái tâm thế là háo hức muốn đi nghiên cứu, muốn đi thực địa. Thì khi mà làm xong cái dự án muối là dự án đầu tiên thực thực địa thì em cũng làm một số các dự án khác mà di chuyển rất nhiều và nghiên cứu về vùng miền và con người ở đó. Cũng phải nói thêm là đấy, như chị biết là em cũng không đi học hành gì. Chỉ có cái người thầy lớn đối với em, người thầy đầu tiên lớn đối với em là anh Trương Tân. Thế sau đấy thì một người thầy nữa cũng xuất hiện trong cuộc đời, thực ra anh ấy cũng chẳng dạy gì nhưng mà anh ấy xuất hiện và làm cho em cảm thấy là vào một cái thứ mà mình thực sự là muốn 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 khám phá về lịch sử Việt Nam. Thì đấy là anh Danh Võ. Thì anh Danh Võ đến nhà sàn năm 2010, thì ngay sau triển lãm muối của em 1 năm, anh đến nhà sàn làm những cái artist talk ở nhà sàn, và anh ấy thuê em làm trợ lý cho anh ấy để sản xuất các tác phẩm Việt Nam. Thì em
càng đọc về tác phẩm của anh Võ, danh Võ, thì em càng cảm thấy là bọn mình cái kiến thức về Việt Nam của mình thật sự là cực kỳ là ít ỏi. Thì khi mà đi với anh Danh về những cái vùng như là Thái Bình, Ninh Bình, Hà Đông, Hà Tây để đi tìm hiểu về cái những cái tác phẩm của anh ấy về Cơ Đốc giáo, về lịch sử, thì em cũng thấy là mình càng có những cái ảnh hưởng, là mình thôi thúc mình là muốn đi tìm hiểu về lịch sử đất nước. Em cảm thấy là như cái thế hệ của em gần như là nó bị tẩy não, như là kiểu như là mình chỉ biết lịch sử về Việt Nam qua sách vở của cái bên thắng cuộc, của cái bên của bên thắng cuộc, mình chỉ được truyền dạy những kiến thức như vậy, nhưng hoàn toàn không, nó rất là một mặt, mà thế giới này không có gì một mặt như vậy hết. Thì em muốn đi tìm hiểu về lịch sử, nhưng tất nhiên là khi mà tìm hiểu về lịch sử thì những cái dự án của em sau này như là The Last Ride, Ký ức voi mù mà em làm nghiên cứu 2 năm ở Tây Nguyên và miền Nam, những cái khu vực trồng cây cao su á, thì những cái kiến thức về thực địa, về những cái tài liệu, về phim ảnh, rồi sưu tập trên mạng, sách báo các thứ vân vân, thì cuối cùng ấy, khi mà mình kiến tạo ra, sáng tạo ra cái tác phẩm của mình, thì nó lại hoàn toàn không phải là một cái minh họa lại cho cái lịch sử mình đã được học, đã trải nghiệm, mà nó lại là một cái những cái visual, nó rất là những cái form mà em mà nó rất là giống như em vẫn hay từng làm. Nó cũng khá là những cái form cơ bản về hình học, hình vuông, hình những khối lập phương, hay là những cái material về kim loại, hay là đại khái là em đi thực sự là rất là muốn tìm hiểu về lịch sử và đi thực địa, nhưng mà khi sáng tác ra tác phẩm thì em cái quá trình sáng tạo đấy của em nó không phải là một cái việc minh họa lại lịch sử, mà nó vẫn quay trở về một cái tạo hình rất cơ bản về mỹ thuật, là việc tạo hình nhiều hơn là trưng bày cái thẩm mỹ một kiểu tài liệu. Như em với chia sẻ với chị và Đan Thi thì cái việc sáng tác của em nó rất là dựa trên những cái chuyến đi, những cái mà em nhìn thấy nó là kiến thức về xã hội. Nhưng mà bây giờ em không thể đi được, và em phải làm quen với một cuộc sống mới cùng với rất là nhiều một cái gia đình cồng kềnh về bề ngang. Thì em lại bắt đầu em cảm thấy em thay đổi rất nhiều về sáng tác. Như cái dự án mới này của em làm không có một chút nào, không phải không có một chút, không nghiên cứu gì về lịch sử vùng miền, không liên quan đến con người, mà nó giống như là một cái rất đơn giản về cái song tính. Cái ví dụ như khi mình nói mình đang sống thì cũng nghĩa là mình đang chết chẳng hạn, hay là nó luôn luôn là một thứ gì đấy song tính. Khi mình nói ra một sự việc thì nó luôn luôn có một cái song tính đi kèm. Thì cái tác phẩm mới của em nó quay trở về cái rất là cốt lõi là về gia đình, thì là một cái chuyện cảm hứng mới của em về sáng tác. Em cảm thấy như là ông nội em chẳng hạn thì là một người sinh ra trong thời Đông Dương, rồi qua thời cải cách bao cấp, mở cửa, và bố em đi bộ đội làm văn hóa, trải qua bao cấp, trải qua mở cửa, trải qua rất nhiều thứ. Thì tất cả những cái đau khổ của một người đã trải qua những cái thời đấy, những cái ẩn ức những cái cái sức nặng của một cái gia đình Bắc Kỳ điển hình, nó ở trong em hết. Và sau này em có em bé, em nghĩ là nó cũng sẽ một cái mã gen nó sẽ truyền lại cho con của mình nữa. Thì em thấy cái đấy là một cái di sản gia đình rất là khổng lồ, và nó là cái đè nặng mình nhất, và đấy mới là cái mà mình
cốt lõi mà mình sống trong nó và mình làm việc với nó.